Giờ bà con hiện tại giờ trời mưa đang lâm râm, dưới mưa sáng giờ nằm trong nhà chịu không nổi. Bà con ơi, hôm nay đi vòng vòng ra vườn coi ốc coi cho bà con coi nè. Quay, nói chung là quay với nè, nó ồ coi cái này nó có ủ có nhiêu mồi với bả gì đâu, con nhóc hết trơn nè. như bả gì đâu hả? Với bà con đấy đi nuôi ốc có lợi thế đó. Lúc này giãn cách rồi ít không có cho đi chợ đó, gì nè đó bà con, lụm gì vô kho xả hả, khỏi tốn tiền gì hết, kho xả ăn là tạo cái này nhóc cho thôi. Chứ nói chung ra thì cũng lên clip này là cái gì, thì anh em nào mà từ hồi đó tới giờ mà liệt mà đổ ốc cho anh em đó với cho bà con đó ha, thì cái lúc dịch này bà con liệt cũng không có làm gì, đi vòng vòng đó, lúc này cũng dọn rồi mấy khu này nha bà con, thì liệt cũng gửi lời thăm tất cả bà con nào ủng hộ của liệt ha. Từ đó giờ thành công không thành công gì là liệt cũng rất mừng, nhưng mà chúc cho bà con ráng thành công làm y như của mà tôi gì là tôi rất mừng lắm. Bà con nào mà hôm mà điện ông hổm cái ông ở dưới Gạch Giá điện lên, anh Liệt ơi ốc của em nuôi mà đẻ rồi anh Liệt ơi, giờ người ta lại ta coi quá thì tôi mừng hết biết luôn vậy. Như ở dưới Bạc Liêu là vùng dưới đó đó, rồi còn cái cạnh trên đó là hổm gà chưa có ai điện, tại vì giao lúc đó là chưa chưa tới ngày đẻ, chưa tới ốc đẻ nha bà con. Đẻ là tôi mừng rồi hả? Ừ, ốc mà đẻ là nghe điện đó là ấy là tôi là mừng đó bà con, thấy không, dạch có nhiêu đây mà nắm mà tôi biết, còn ở dưới là cỡ nắm hơn ngắt đó. Chìm ở dưới á, trời mưa ơi, cái dưới nước dông nước lớn lên sâu quá trời sao mà thật dưới được. Nó ăn nhiêu đây nắm còn thấy thôi coi coi quá trời dưới rồi, giờ mình vừa thọt xuống thôi đó nha. Thôi cái này nó trong mé rồi đó, chứ tôi nè ở ngoài là không tới rồi. con thấy không, hay gì Đó, đây cái này là nè, có cái nạn ô nè, nè cái đít của lanh lên nó vừa vừa mọc ra nè, cái nè nó leo lên bờ luôn, nó ăn mấy cái cọng bèo á nè, bè thúi nè, nó ăn mấy cọng bèo á. Anh em nuôi ốc gì nè, sợ cái nè, nó giờ gì đây đi ấy làm vòng vô kho xả ăn khỏi tốn tiền, giờ mua đồ gì mắc cái mà bắt quá trời mắc bà coi, rau cả thịt cá gì mắc trơn, giờ liệt ở nhà cứ hai ba bữa cái bắt ốc gì cái xào xả cá hầm lên rồi mà gà gà liệt cũng vậy đó, gà liệt cho là bằng thịt gà ăn luôn. Thôi mình kiểm móc coi mình coi tốc độ của mình coi nó làm sao. Ăn nào nuôi cho ăn thì nói ốc nhiều ốc bởi ấy gì không biết, tôi nuôi không có cho ăn uống gì trơn mà của tôi gì là tôi thấy mừng rồi. Trời đó, thường thường người ta nói chậm mà chắc, để chậm chậm mà đâu có tốn gì đâu, tôi đâu có tốn gì đâu, không tốn gì hết. Nó chìm trơn đó liền trong cặp mé lự nữa, động nó cứ buông để nước rong nè đó, đó. Đó. Đâu có thuốc men gì đâu, cái đít nó vừa mọc lại nè, ít đít bắt đầu nước, lúc này bắt đầu nước son vô nó mọc lại nè, mọc lên rõ ràng đen xì lên nè, đúng ra nếu mà nó còn á là nó trắng nha bà con. Con ốc mà nó bị bệnh nó mòn đít đó là tức là nó thiếu nước thôi, nó mới nên là cái này nó trắng, mà còn nó liền lại là nó đen lại gì nó đen, mà mấy cái này nó đốm 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 vậy đó. Này cái nè thấy hình trống nha, đốm đốm ốc này 2 tháng rồi bà con, không gì dài ở nhà sáng giờ nằm ở nhà quái quá, nằm hoài chắc hết nay mà ra mà lấy phi lóc bụng mà nay con nhóc hết trơn quá nè, đốc cho bán vậy đẻ hay lên đẻ hay vậy, không có nó lên đây nó ăn nè, đen cạp hả, học tay tới không, không dễ gì nè. Ôi trời ơi nè, sâu lắm, sâu lắm. Nói chung là của liệt là mọc xuống là lụng sợ của nè, nói chung là dạch ra là có ốc, dạch ra là có ốc mà nè, tính nó dạch ra có ốc mà để nhầm khi nó ủ á nó gom lại, hoặc nhầm người á có hỏi nó tại ủ nó mới gom lại,
giờ tôi khỏi ủ vậy chăng, vậy là dạch là cái trứng sao bả kìa. Nó có bự cũng có nhỏ. Nó dạch là hình như dạch cá là có con tôi biết, còn chìm chứ không phải không còn. Chìm dưới nhóc. Đó, 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 đó. Đó. Cái con chào bá nó chìm đó, không thấy. Không thấy. Nè, ốc nước vô rồi rất bóng nha mà con. Nuôi cái này nó đơn giản lắm. Không có cầu kỳ, bà con làm cầu kỳ là nó sẽ hao hụt của bà con dữ lắm. Đơn sơ đi, cứ làm y như của tôi đi rồi sẽ có thành công hả? Tại gì? Lẹt trả lại câu hỏi anh Lẹt. Câu hỏi này gặp trên bình luận hoài nè. Ảnh trên ảnh trồng xài. Nó trồng xài đây, đây có trồng xài luôn nha bà con. Xài luôn nha. Rồi. Rồi xịt ảnh hỏi là xịt thuốc ở trên rồi rớt xuống mương rồi có ảnh hưởng hay ra ốc không? Không. Nếu như mà xài thì bà con xịt là gì đi chỉ cho. Bà con xịt là như bèo gì đi. Nó bay đã dính bèo rồi. Nhưng bà con xịt thuốc mà như đặt cái vụ thuốc bệnh nè, kích thích nè, thuốc dưỡng nè ha. Nó thuốc đột trái này ha là không có ảnh hưởng ốc đó, bốn loại đó. Còn quan trọng vẫn thuốc gầy cũng không có sao nữa, mà thuốc trừ sâu thì bà con xịt thuốc gốc sinh học á, xịt agum á, là agum là xịt sâu dù với sâu đồ sâu đục trái là vô được rồi, con xịt chi cái thứ khác nữa đâu có gì nè, tôi sai nè. Đó là câu hỏi cho ở trên trồng xài trồng các loại cây, tại vì mấy cái mạng này hồi đó là tôi xài đó hình như còn lại chờ tôi đốn hết trơn, còn lại hai cây đó, cây đó đó đây cũng xài không nha bà con, mạng này xài không đó nha. Ở bị xịt nó lạnh luôn đó mà rồi xịt rồi liệt bị bệnh rồi liệt nghỉ không xịt nữa. Hiện giờ liệt trồng xài Đài Loan này là để lấy cây thôi chứ cũng không có xịt nữa, để đang che cho ba con gà này, nhưng mà cái khu này nó sinh ra thì cũng trồng đại mẹ nó che cho ba con gà đi cho nó đổ gà, mà tại vì cây ba cam hổm nó tặng cho người để làm gì, rồi dự định là như gì đó vài bữa là bà con sau này là nguyên cái khu này là có liệt là mai không chứ không phải ba này đâu nha. Vài bữa xịt cỏ là đắp bầu trùng mai vô hết rồi bắt đầu mai đàng hoàng cho người tính bả xài nè, bỏ cho mai nó vừa cái này nó gặp rồi cái mai nó lớn rồi cái chặt xài bỏ cái là mai nó che lại được rồi, cái đường không mà trồng mai không đợi nó lâu lắm không có che được ba con gà. Rồi giờ lên và đó nó không trả lời nữa nha bà con ơi. Được nè, tôi trồng này đó, tôi xịt ầm đâu có gì đó. Xài. Nhưng mà mai cái thuốc mà như của Liệt nói á là như thế được. Nếu không rồi đi thăm thì bà con nào có nuôi ốc thì cũng ủng hộ, không ủng hộ gì hết trơn, thì bà con nào soi xem kênh của Liệt là Liệt cảm ơn rất nhiều nha. Bữa nay hỏi thăm cũng xin chúc bà con mà mạnh khỏe nha, mà ăn cho nó suôn sẻ luôn, mặn gì được nấy. Chứ giờ đâu có đi từ nhà mà hỏi thăm bà con được, làm cái kênh này đừng hỏi thăm bà con luôn. Bà con đầu cũng không cái không bà con, một cái đẻ trứng mà cái có trứng rồi. Học xuống mình có, học không có này ủ là dữ lắm, nhưng mà không dám ủ nó chết. Thằng nó chết đó chứ. Giờ đang dưỡng. Chứ mà đợt này thôi mà qua dịch thì bắt đầu là bà con điện sẽ mà Liệt sẽ giờ ấp trứng, giờ ấp nè, gỡ dài dài vô ấp đó, bắt đầu kịp thì giao không kịp cũng Liệt cũng đổ xuống đây. Thôi bà con giờ dịch bệnh này phức tạp quá, bà con nên ở nhà đi. Cũng như Liệt nè, lỡ có nuôi ốc hay gì hết, có cá mắm ra bắt ăn đi, đừng đi chợ. Thấy giờ nguy hiểm lắm, bà con ở nhà đi, tuân thủ theo mà nhà nước đi, 5K đi, ở nhà đi. Liệt cũng vậy nè, hiện giờ ở nhà không dám đi đâu, nói chung ra đi tắm với xong là không đi đó, tắm trên nhà đó chứ không có mở cửa ra luôn á. Không có mở cửa rào luôn đó, vậy cho nó an toàn đó bà con ơi. Thì Liệt khuyên là như vậy. Thì còn qua dịch này là Liệt cũng giao ốc hết, nhà nước cho đi là bắt đầu là Liệt sẽ ốc nó giao cho bà con, chỉ là cho bà con tận tình luôn. Mấy tháng thì không có giao hả Liệt? Hai ba tháng hả? Bữa mùng bữa
chín chín tay tới giờ đó. Chín tay tháng mấy ta? Chắc hơn 2 tháng rồi. Còn tháng mấy à? Ừ, cả tháng mấy 2 tháng. Bữa mà áp dụng vào bữa chín tay tháng mấy không biết, mà chỉ thị 16 đó là bữa cuối cùng đó, là liệt cho bữa 4 tay đó, bữa là liệt giao bữa cuối cùng ở dưới kinh cùng đó là ở dưới Long Mỹ. Chỉ thị chứ. Long Mỹ. Với Long Mỹ là của Hậu Giang chị Diễm đó là bữa cuối cùng luôn đó nha bà con, là liệt không có lãnh nữa, là tương thủ theo nhà nước ở nhà. Đi đi cũng ai cho đi. Đi nghe người ta bắt cái thùng ốc vô cách ly luôn. Ốc này chỉ cho bà con. Khuyên bà con tiền ai kiếm mà ai không ham. Bà con cũng vậy mà liệt cũng vậy, liệt cũng đâu có gì đâu, liệt cũng khổ chứ đâu có khó giả gì đâu, mặn như lo cho con học không hả. Bà con cũng vậy, quá như mình đừng có tiền để qua được này đi rồi mình kiếm tiền được. Bởi vì ở nhà tuân thủ nha bà con. Tiền nó nguy hiểm rồi còn con cái mình nó sao đi. Mình ở nhà đi qua được này rồi mình kiếm tiền, mình còn kiếm tiền được như đặt cái vụ liệt nói vậy. Mình đâu phải kiếm tiền được 2-3 bữa đâu, mình kiếm tiền tới mấy chục năm nữa là không sao đâu. Ở nhà mình có rau hoặc này kia mình hái mình ăn vẫn được, nhưng mà còn mấy người ở chợ thì không biết làm sao, thì cũng không biết tội nghiệp, thấy tội nghiệp mấy người ở ngoài chợ ở nhà trọ thôi, thì còn mình ở vườn bây giờ tôi hái rau tôi luộc ăn là cũng vẫn được không sao. Còn mấy người ở chợ thì người ta cũng có kiếm cái cách của người ta, thì cái đó là liệt không biết. Thì bà con ở vườn như tôi cứ làm gì đi là thì cũng giá cái cầu mong dịch cho nó mau qua. Tôi đó toàn là hai chồng làm rồi dọn ba cái bờ này rồi hết trơn rồi nè. Clip trước thì đi quay nắng muốn chết luôn, nắng quá trời nắng. Còn cái clip này thì đi trời mưa luôn. Ê, ôi, bà nạn ơi. Nãy giờ đang mưa nhưng mà con nè. Mưa lâm râm nha. Nè. Lên cặp mé nè. Nó thọt chứ hộp bóng hết. Nè. Nó thọt xuống là có, thọt xuống là có. Hộp bóng luôn. Cái này sắp lên ốc mau lớn lắm nha bà con, tại nước rộng bảy nước son. Từ đây sắp lên là nước son. Nè thấy hình thiệt hả? Dạ hả? Có hình liệt trong này luôn đó nè. Hả? Thấy hình luôn hả? Ừ nè thấy hình nè, áo xanh nè, có kết nè. Con nuôi bỏ đậu đại đi, có bèo rồi bỏ mẹ nó đi, là tự nó sống tự nấy là có bán nè. Bà con làm chi cho ăn tùm lum tà la cho mà nó chết thì nó mất công đó. Còn ai cho ăn gì thì người ta bán, đặt thí dụ giờ người ta cho ăn, người ta nuôi ấy cho ăn, người ta bán được 10 ngàn đi. Tôi không cho ăn, tôi bán được 9 ngàn, rồi bà con tính lại coi cái nào ngon. Tôi bỏ không gì, tôi bán được 9 ngàn, ông làm nhầm ông gì nhắn tin, anh tạc hút tím, gãy cứt bò, rồi tạc xê, rồi bà con tạc hoài hết năm nó coi tính ra nhiêu tiền. Tôi không tạc gì, cứ về gì là tới thời điểm này chỉ dạch bán, lụm bán. Dịch cái là có con hái ốc nè, bóng vô địch thiên hạ luôn nè. Nhưng mà con ốc đẹp hay không mà mấy cái gành này ha, nó chạy dành vàng này ha, mỏng ha, là ốc mau lớn lắm nha. Nè bóng hết biết luôn. Thì mình có kênh Liệt Vlog 2 nữa nha bà con ơi, bà con qua kênh Liệt Vlog 2 coi những cái video mà chi tiết cho những người mới vào, những cái kinh nghiệm liệt sẽ tổng hợp lại cho những người bà con mới vào nuôi nha. Này nó bò lên mé luôn nè. Những cái gì mà bò lên mé nè. Bò lên mé luôn hả? Bà con có thắc mắc gì thì bà con cứ comment vào bên dưới, rồi nữa mình sẽ làm clip trả lời cho bà con nha. Cho anh em hay cái này nữa, nói chung ra hổm ngày có một lúc mà là bà con điện không được hoặc là nhắn tin không được. Điện thoại của liệt hổm nó rớt, nó bể. Cái cảm ứng liệt hổm gài hồi lúc mà từ hồi giao ốc hồi xưa tới giờ đó là chỉ bà con điện là trực tiếp là cái cục bắp đó nha bà con. Còn cái cảm ứng là của bà xã thì chụp rớt rồi, Zalo qua bên đó rớt rồi, thì bà con điện hoặc gọi hay gì nó hư, nó không có luôn, không có nghe gì trơn. Thì để nhầm khi bà con nó dịch thì liệt không nghe, không phải đâu, thông cảm cho bà con. Bây giờ bất cứ lúc nào hiện giờ
cũng mua lại cái khác rồi đó bà con, cứ điện là nghe, điện là nghe, không nghe thì cứ nhắn tin lại là tối là chiều là Liệt lặt ra Liệt coi là trả lời cho bà con hàng nha. Thông cảm nha bà con, ráng cũng thông cảm cho Liệt nha. Rồi bởi vì bữa hôm có người nó bình luận vô nói em điện anh sao không được anh Liệt. Bà con rớt rồi người đâu có sửa được. Thì nhờ anh em nó mới ở ngoài nó gửi vô đó chứ cũng đâu có mua gì đâu. Chứ tại cái cũ người ta của anh em nó cho nó đó chứ có mua chắc gì đâu. Chứ thời buổi này mà có đi được đâu sửa. Thời buổi nó không đi đâu đâu sửa chứ. Lên lò rồi lên mé luôn nè. Leo lên hả? Nó đẻ leo lên đẻ hay gì? Đạp mẹ rồi. Đạp bể trứng luôn. Không dẹp nữa coi ốc, ốc vô được thiên nga. Nè. Ốc miệng nè. Miệng hiếp bà con lý ha, nếu con nhầm bà con không biết hỏi là ốc lát với ốc ý, con ốc bu vàng với ốc bu nó lẫn lộn, không có lẫn lộn luôn. Con ốc bu vàng cái mài chỗ này mềm mèo à, mà nó không có cái đốm trắng này, còn ốc bu mình có đốm trắng này mà mài cứ ngắt à. Đó, bà đúng con nhận dạng nói chung ra không biết thì có số là cũng hỏi như vậy. Ốc có liệt cái này dữ lắm ốc, nhưng mà không dám, nếu mà để một cây bạ màu cái lại chứ lắm mà không dám để lại chết hết. Giờ bà con ơi, bà con qua lên kênh Liệt Lóc 2 nha, ủng hộ nhìn nha. Nữa mình sẽ up nhiều cái clip ở trên cái kênh đó nữa nha. Giờ cũng dịch bệnh rồi. Có khi nào thì bữa nay đăng lên cho bà con coi Liệt Liệt còn sống nha bà con. Liệt còn sống nha, Liệt tuân thủ theo pháp luật ở nhà không à. Ừ, không biết thì ở nhà. Không đi đâu trơn á. Nhà với vợ với con lo mà. Qua được ngày đi. Ủa là mấy chiếc này bắt đầu ta. Đi quên mẹ nè. Cục đắng rồi. Rồi đây này nha bà con. Ốc nha. À, nãy vườn mới ốc bà xã nha. Ra bắt khỏi đi chợ đi gì chứ khỏi ai gì. Này kho xã hả chị? Kho xã. Như là ăn được bữa rồi bà con. Thấy không? Ốc nãy Liệt nói mà, nuôi tiện lợi lắm. Nói kho xã là có kho xã liền ha. Này ốc là thùng không gà thả gà trơn rồi, giờ còn lại cù mấy thùng mà coi, còn lại cù là mấy thùng, chắc dài bước đổ nữa. Dịch này không có đi chợ được nè bà con ơi. Sắc đi. Xả nè, xả kho ốc em nè. Giờ cứ Liệt Lóc nè, Liệt Lóc vợ. Rồi nấu chín ăn thử đi chị. Gà lấy gỗ xúc một cái vô gì hết ta? À. Xúc một cái là nhiêu là đủ rồi. Ừ, gỗ ngọt hả? Tại nhà chị còn đồ ăn nên là khó có nhiêu đó mà. Rồi đây nha bà con ơi, sắp chín rồi nha bà con. Ốc qua mùa dịch nha. Nấu bằng biết củi luôn nha bà con. Thích ăn của Liệt Lóc đó. Con hát hiện giờ bữa nay cái clip là đi thăm ốc, mưa quá đi thăm, không có làm gì đi thăm vườn chứ mà hỏi thăm bà con ha. Giờ hiện giờ clip này hiện tại giờ tới đây xin tạm dừng ha. Xin chào bà con và chúc bà con mà bằng thành công và có nhiều sức khỏe nha bà con. Xin chào bà con. Rồi chào.